Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái quan điểm riêng của bản thân mình. Và mình thấy rất là nhiều người bị nằm vào cái trường hợp của mình, đặc biệt là những người nào đó là làm công chúng giống như là làm YouTube giống như Minh vậy đó. Và có lẽ mình sẽ đặt cái tiêu đề cho cái câu chuyện này sẽ là nói lên sự thật rất là khó. Vì lý do tại sao mình lại chọn cái câu nói như vậy các bạn là như vậy, mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Là mấy ngày trước thì mình có làm những cái video nói về cái sự việc là làm cái người Việt của mình á đi nước ngoài là sẽ hưởng được những cái chính sách này chính sách kia, thì cái người ta mới nói là mình mới nói là tại vì á họ người Việt của mình thấy được những cái mà nơi nước Mỹ cho được cái công dân mà con người sống tại đất nước đó những cái điều như vậy đó, mà ở bên Việt Nam của mình á là vẫn còn chưa có đủ khả năng để có thể điều để có thể mà tạo nên cái những cái cơ hội đó. Chứ mình hoàn toàn mình không chê các bạn, mình không chê tại đất nước đó là nơi đất nước của mình sinh ra và mình muốn. Và các bạn biết không, cái những cái mà hay ho bên đây các bạn, cái mình cảm thấy họ rất là hay, và những cái điều đó họ làm như vậy họ giúp cho được cái người dân của họ nó được có cuộc sống thoải mái hơn, mình thấy nó rất là hay. Và khi mình qua đây mình sống được rồi, cái mình muốn là mình kể lại cho những người bên Việt Nam nghe để biết được là anh em bạn bè của mình nó có những cái điều hay như vậy đó, mà nếu như mà mình học hỏi được hoặc là mình có điều kiện mình tạo cho được cái nơi ăn chống ở của cái nơi sinh ra của mình nó giống như anh em bạn bè như vậy thì nó quá là tuyệt vời. Thì mình nghĩ là mình lên mình chia sẻ một vấn đề đó, xong rồi các bạn biết không, cái có một số người họ lên họ chửi mình rồi nó nói là ở bên Việt Nam cũng có, đâu phải bên Mỹ có đâu, làm gì mà tôn thờ mà làm gì mà ca tụng nước Mỹ như vậy. Mình nói cái này mình không phải ca tụng các bạn, ví dụ như bây giờ mình đi đến cái nước người ta thì mình sẽ dồn những cái thứ mà người ta có được, những cái thứ tốt đẹp mà người ta có được, mình đem về cái đất nước của mình để mình sửa những cái điểm xấu của mình. Chứ không lẽ bây giờ đi nước Mỹ lụm mấy cái xấu về mà kể cho cái dân của mình nghe để cho cái dân mình học theo hay gì. Mình thấy cái bên Việt Nam mình hầu như là ngộ lắm các bạn. Những cái gì hay, cái gì đẹp á, người ta kể cho nghe không bao giờ nghe các bạn. Không có chịu nghe, mà người ta kể cho nghe còn chửi người ta nữa. Thường là hay chửi người ta đó. À mày xu hướng, mày định nó, bộ nó cho mày ăn cơm gạo hay gì, hay là nó cho vàng cho bạc mày cái gì, mày làm cái gì mày định nó vậy. Giống vậy các bạn. Rồi á, còn cái xấu của người ta thì khoái nghe lắm các bạn. Không bao giờ nghe cái tốt của cái người khác. Mình á là mình có cái tánh là mình thích nghe cái tốt của người ta. Không phải là tại vì hả mình định thằng đó hay gì, không có. Vì nó có cái tốt, nó khoe cho mình biết là nó có cái đó mà mình không có cái đó, thì mình phải làm như thế nào để mình có được như nó. Đó là cái tánh của mình, là mình muốn như vậy đó. Còn đối với cái xấu đúng không, đối với cái xấu là họ nói cho mình nghe được là cái tốt của họ, tất nhiên là mình xét lại bản thân mình, nếu như mình chưa có cái đó thì tất nhiên là mình chưa có tốt. Và mình hiểu được là họ không cần phải chê, là họ chỉ nói như vậy thôi là mình hiểu được là cái đó mình chưa có tốt. Giống như bây giờ á, mình nói chuyện một câu đơn giản thôi, ví dụ như một câu chào hỏi, giống như Minh lên Minh chào hỏi, nhiều khi người ta bắt bẻ, người ta nói là Minh chào hỏi vậy là mất dạy, Minh chào hỏi vậy là thất học, về vô lễ này kia nọ. Mà Minh nói thiệt, cái kiểu chào của Minh á là Minh nghĩ là tất cả mọi người, Minh hòa đồng với tất cả mọi người, và Minh nghĩ tất cả mọi người đều là xin chào tất cả các bạn. Tất nhiên là Minh nghĩ là những mọi người mà đang xem video của Minh là cái đồng trang lứa của Minh, vì Minh xem được ở trên cái thống kê của cái kênh của Minh á, là họ để ra là lứa tuổi từ 20 mấy đến 35 á là nó tới 30 mấy, 40 mấy% các bạn, rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ là những cái người họ xem cái kênh YouTube của mình là trạng lứa của mình không à. Cho nên mình nói thân chào tất cả các bạn, hoặc là xin chào tất cả mọi người đó. Thì mình nghĩ là mọi người, tại vì mình đâu có biết ai sẽ là người xem cái kênh YouTube của mình, thì mình chào gì thôi.
Khi nào mà mình chào với cái người mà mình gặp trực tiếp như vậy và mình biết người đó là người đó 60 tuổi, người đó 70 tuổi mà mình chào và nói hey, xin chào bạn, thì lúc đó là hãy chửi mình. Còn cái này mình lên đây mình chào như vậy, tất nhiên là mình chào tổng chào tất cả mọi người. Cái đó mình không thể nào mà trách mình được, tại vì mình đâu có biết cái người sẽ xem video của mình là cái người bao nhiêu tuổi đâu. Chỉ có những người mà họ xem video của mình, họ comment ở tao bao nhiêu tuổi hoặc là chú bao nhiêu tuổi gì thì mình biết người đó thôi. Và mình cũng đâu có biết là những người đó sẽ vào cái kênh của mình xem. Cho nên cái cách chào của mình đó là xin chào tất cả mọi người. Thì như vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi. Cũng bắt bẻ mình, cũng chửi mình. Thì ok là mình biết là cái cách chào đó của mình nó không có hợp với cái những người đó. Thì mình cũng cố gắng mình sửa. Đó là mình biết cái đó là bản thân mình nói chuyện vẫn còn chưa hay, vẫn chưa tốt, vẫn còn chưa có hài lòng tất cả mọi người. Thì mình sửa. Mà tại sao biết đi sửa người ta, nhưng mà bản thân mình khi người ta đem những cái hay cái tốt về cho mình đó, thì mình lại không nghe. Cái xong các bạn biết không, khi mà mình làm thêm một cái video nữa, mình nói là ở bên nước Mỹ á, là họ họ cho, nhưng mà họ cho theo cái kiểu là họ cho có tập đoàn, giống như là họ có một cái tập đoàn hoặc là họ có một cái hệ điều hành vậy đó, và họ lụm của người giàu ở cái huyện này và họ đem phân phát qua cái huyện khác hoặc là đem đi đến những vùng sâu vùng xa hơn nữa, là chỉ cần là giống như là họ làm một cái cầu nối cho tất cả mọi người vậy đó. Thì cái đó nó cần những người và một cả một quy mô rất là lớn để có thể làm được cái điều đó. Và bên Việt Nam mình á thì đôi khi á là không đủ kinh phí hoặc là cái những cái điều đó mà người ta gọi là lực bất tòng tâm á, muốn làm nhưng mà làm không được các bạn. Cho nên mình mới nói là là bên đây, ở bên đây nó còn nó có cái điều đó rất là tốt vậy đó mọi người. Thì mình cũng nói trên video, mình nói là mình rất muốn nếu như mà mình có thể làm được thì mình sẽ về Việt Nam mình làm những điều đó, mà nếu như làm được những điều đó thì mình phải là một cái người dẫn dắt cả một cái tập đoàn, mình phải rải rác hết năm châu bốn bể, mình mới có thể luồn lách qua từng cái quận huyện và những cái xã, những cái nơi mà không ai đến được. Đó là theo kiểu là những cái điều đó nó không phải chỉ đơn giản là nói không các bạn. Từ đó đi đến thực hành nó rất là khó, và mình nghĩ mình nói ra những cái điều đó như vậy. Mình thấy có rất là nhiều trường hợp, và đặc biệt mình không cần nói xa, dưới quê mình là cái nơi mình sinh sống nào, mình thấy là có rất là nhiều cái người vùng sâu vùng xa. Cái nơi của mình đó là nó là ngay quốc lộ, cho nên rất là dễ lưu thông và buôn bán nữa, nó cũng dễ dàng lắm. Nhưng mà còn những người ở vùng sâu nữa các bạn, nhiều khi những cái người đó nhà của họ mình phải đi bộ đi vào chứ không thể nào đi xe vào nữa. Cho nên có rất nhiều mảnh đời họ nghèo lắm. Mà đối với mình thấy là Việt Nam mình còn có những cái khu vực nó rất là nghèo, và có những cái nơi xe cộ vẫn còn chưa đi đến được, và chỗ đó nó rất là thưa thớt dân. Và mình nói vậy cái họ 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 chụp cho mình cái mũ là họ nói mình phản động các bạn. Mình phản động, mình xuyên tạc nước Việt Nam. Mình trong cái video này mình đính chính luôn tất cả mọi người, mình chưa bao giờ có cái câu nói nào mà xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Mình có những cái video mình khen về cái nước Việt Nam mình là nước Việt Nam mình gái rất là dễ thương, rồi cái tính chung thủy, có những video đó các bạn sao các bạn không xem? Ủa nếu như mình xuyên tạc đất nước Việt Nam thì hầu như video từ đầu tới cuối mình sẽ chê nước Việt Nam hết. Mình không bao giờ khen bất cứ một cái điều gì hết. Mà nếu như mình thật sự là một người kêu bằng họ chửi mình đó là họ nói là mình là một con người đi rồi theo kiểu là ăn cây cây đào đào à, cái ăn cây đào đào cây sung đó các bạn. Họ nói mình vậy đó. Nhưng mà nếu như thật sự mình là người ăn cây đào đào cây sung thì mình sẽ không bao giờ hướng cái tâm của mình về đất nước Việt Nam. Mình luôn suy nghĩ về những về về cái quê hương của mình, cái nơi mà mình sinh ra. Mình không có thể nào mà mình có cái số tiền mình lớn mình có thể mình lo cho hết cái nước Việt Nam được, nhưng mà mình chỉ cần mình ao ước mình có được cái khả năng mình có thể là đi về cái nơi ăn chốn ở, cái nơi sinh ra của mình có thể giúp được cho cái người dân ở cái xứ của mình có thể có cuộc sống tốt hơn một chút xíu. Đó là cái tâm nguyện của mình, nhưng mà mình không biết là một ngày nào đó mình có thể làm được hay không. Đôi khi là cái cuộc đời này nó không cho phép mình, và cái đồng tiền của mình nó không đủ để mình có thể mình giúp được người ta quá nhiều như mình mong muốn. Đó là mình chia sẻ như vậy, mình muốn là
Mình muốn là những người đó họ hiểu được là ở bên đây nó có những cái điều tốt như vậy, bên Việt Nam mình nó vẫn còn rất là nhiều khuyết điểm như vậy, thì mọi người cố gắng, nếu như mà các bạn có thể chung tay được, hoặc là các bạn có thể làm được. Tại vì họ nói mình á là ở bên nước Mỹ á, là đi xin tiền của người ta, ở bên Việt Nam cũng có chỗ xin vậy. Mình nói đúng, đúng là có chỗ xin thiệt, nhưng mà hai cái đó khác nhau. Một cái á là các bạn ở đâu các bạn cũng có thể xin được, dù các bạn ở vùng sâu vùng xa đi chăng nữa, bạn cũng chỉ cần đi liên hệ với chính phủ là các bạn xin được, tại vì chính phủ là cái nơi mà quản lý con người và đất nước của người ta. Còn ở bên Việt Nam mình á là cái chuyện đó nó còn quá là mềm và chưa có đủ lớn để có thể tuôn cái vòi bạch tuộc ra, có thể lo hết cho cả mọi người. Cho nên mình thấy cái điều đó bên Việt Nam mình cũng còn rất là yếu, mà thường á là những cái người mà có cái lòng hảo tâm á là tự phát không à, họ tự phát giống như mình vậy đó, tự phát mua rồi sách cho người này cho người kia, rồi mình ở ngay cái khu vực đó, là mình phân tích với họ cho họ biết được là cái điều mình nói á là đúng, là cái ở nơi đâu nó cũng có hết trơn á, nhưng mà vấn đề ở chỗ là một bên á là các bạn dễ tìm và một bên là các bạn muốn tìm mà cũng rất rất là khó. Đó, có hai quan điểm là như là như vậy, là mình muốn chia sẻ cho họ biết là một nơi chỉ cần các bạn đến là các bạn sẽ có, nhưng mà có một nơi các bạn muốn đến mà nó xa quá nó không có. Giống như nhiều khi mình đang ở Sóc Trăng mà mình lên Sài Gòn mình xin sao xin được, xa quá. Rồi nhiều khi cái tiền xe, là mình nói thiệt, cái tiền xe còn nhiều hơn cái tiền đi xin nữa, rồi làm sao mà mình sống được. Cho nên cái cách mà họ họ chọn là nhiều khi họ bỏ cái xứ đó, giống như mẹ mình ngày xưa vậy đó, sống ở cái xứ đó không thể nào làm ra tiền nổi thì phải bỏ cái xứ đó lên Sài Gòn mà sống để bươn chải lo cuộc sống cho mình. Chứ còn ở dưới quê mình theo kiểu là ba cọc ba đồng người làm, nhiều khi đôi khi không đủ tiền ăn nữa, thì không thể nào mà bám cái cục đất đó mà sống hoài được. Các bạn biết không, mình lên đây mình chia sẻ những cái điều đó là mình muốn đem những cái gì tốt đẹp về đất nước Việt Nam mình, để cái người Việt Nam mình nó học hỏi thêm ở năm châu bốn bể. Vì tại vì mình không thể đi đến Singapore, không thể đi đến Philippines, không thể đi đến Nhật Bản, Ấn Độ. Nếu như mình đi đến được những nơi đó, mình cũng sẽ cố gắng tìm hiểu ở nơi đó tại sao họ lại phát triển, tại sao họ lại giàu đến như vậy, là mình sẽ học hỏi những cái điều đó và mình sẽ đem lên đây mình chia sẻ với tất cả người Việt Nam của mình, để những người Việt Nam mình chưa đi đến được cái đất nước của họ hiểu được là họ làm như vậy, họ điều hành cái công ty như vậy, họ 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 giống như hoặc là họ làm những cái việc như thế nào đó để có được một cái năng suất tốt và có được những cái công việc nó có được cái chất lượng cao. Thì mình cũng muốn đem lên đây chia sẻ với tất cả mọi người, dù cho mình đi đến nơi đâu mà mình cảm thấy những điều đó hay, mình sẽ cố gắng mình đưa lên đây luôn. Chứ không phải là họ nói tại sao mày 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 tôn thờ vậy, nhận nhận địch làm cha, mới nói cái chuyện đó là xưa rồi. Cái chuyện mà các bạn nói á đó là nó nằm về quá khứ rồi, nó rất là lâu rồi, và cái chuyện đó mình không muốn đề cập tới. Các bạn là và là cái thế hệ nào, các bạn là nằm ở cái gì đó chấm 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 thì mình không biết, nhưng mà đối với mình chỉ là chia sẻ cái kinh nghiệm giữa một con người sống ở một đất nước văn minh. Và những cái gì mình biết, những cái gì mà mình cảm thấy hay, mình lên đây mình chia sẻ, mình gửi gắm đến tất cả những người quan tâm với người Việt sống ở hải ngoại, để cho những cái người đó họ, nếu như họ có cái ý định đi nước ngoài, thì họ hiểu được một phần khó khăn của bên người Việt sống bên Mỹ như thế nào, và những cái điều khó khăn đó đánh đổi lại là các bạn được những gì. Cho nên là mình phân tích từ góc độ và mình chia ra từng cái video mình nói. Ví dụ ngày hôm nay mình sẽ nói là khi các bạn qua nước Mỹ, các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như thế này, khó khăn như vậy. Xong cái video sau mình sẽ nói về cái vấn đề là khi các bạn qua nước Mỹ các bạn sẽ hưởng được những cái quyền lợi này. Rồi mình sẽ làm những video nói về cái những cái khía cạnh, và từng khía cạnh mình nói cụ thể vào những cái góc cạnh đó, phân tích từng cái chi tiết để cho mọi người thấy. Giống như bây giờ mình nói, mình kể các bạn nghe, ví dụ như mình nói là ê tao kể mày nghe Đại Tâm đẹp lắm nha, cái nó hỏi đẹp làm sao, thì nó đẹp lắm, trong đó chỗ nào cũng có đồ chơi, chỗ nào cũng có đồ ăn hết, cái nó nói mày kể gì vậy, ai mà không biết,
Ai mà không biết cái khu mà du lịch đó thì nó phải có chỗ đồ chơi, phải có chỗ đồ ăn rồi. Mày phải kể là cái chỗ đó nó có cái gì. Ví dụ như giờ Minh là người làm YouTube và mấy hôm nay mình làm YouTube cho tất cả mọi người nghe là từng video Minh nói với các bạn, mình phân tích từng khía cạnh đúng không? Thì giống như mình vô Đại Tâm mình chơi cái mình thấy, tao kể mày nghe, ở chỗ trong Đại Tâm nó có cái tàu lượn siêu tốc, mà cái tàu lượn siêu tốc đó nó đã lắm mày. Ví dụ như cái những chỗ khác nó tàu lượn siêu tốc nó dài có 10 mét, 10 mét hay 100 mét hay 50 mét gì đại loại đi, mà trong Đại Tâm, ê tao nói mày nghe, trong Đại Tâm này nó đã lắm. Cái tàu lượn siêu tốc đó hả, nó tới tới 5 6 vòng luôn. Trời ơi, mày lên trên đó nó chạy cho mày đã luôn, chạy chóng mặt luôn. Ê mà cảm giác đã lắm. Ngày ngày trước tao đi cái tàu lượn siêu tốc á là cái ghế chỉ ngồi thôi đúng không, còn cái ghế đó nó xoay vòng 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 vậy luôn nè mày. Trời ơi, mình cảm giác giống như mình muốn gớt ra ngoài vậy đó. Đó là cái kiểu mà mình kể về một cái câu chuyện, ví dụ như bây giờ mình kể Đại Tâm thì mình kể ê cái đại khái quát là Đại Tâm nó có những trò chơi vui và có đồ ăn, thì họ sẽ chửi, ô mày tào lao mày nói gì ai em mà không biết. Thì mình phải phân tích lại, mình phải kể từng cái khía cạnh. Cái tàu lượn siêu tốc nó cảm giác làm sao, nó chơi làm sao, rồi nó như thế nào, để cho họ mường tượng được được là cái khía cạnh của cái trò chơi đó, trong Đại Tâm nó có cái trò chơi đó và nó khác ở những chỗ khác là cái gì. Cũng giống như những cái video mình kể cho tất cả mọi người nghe là ở cái khía cạnh khó khăn là nó sẽ khó khăn như vậy, và nếu như những khía cạnh ích lợi là nó sẽ có những cái ích lợi như vậy, để bạn biết được, phân tích được là khi mà bạn chấp nhận bỏ cái này thì các bạn sẽ được cái này, và khi các bạn chấp nhận, các bạn kêu bằng lăn lăn bùn lăn sình rồi hả, vùi dập mình dưới bùn đất để đánh đổi là được cái gì. Ví dụ như mình phải biết được là mình có cái gì và mình mất cái gì để mình cân đối xem mình cần cái gì. Ví dụ như ví dụ như giờ tao tao bên đây một một ký bạc, một ký vàng, ok bây giờ tao biết được bên nếu như tao tao mất một ký bạc tao sẽ được một ký vàng, thì họ sẽ cân đo đong đếm, họ cảm giác họ cần cái nào. Ví dụ như họ cần bạc, họ không thèm vàng thì ok tao chọn bạc, tao không thèm vàng nữa. Còn những người mà họ cảm thấy nếu như tao chọn vàng tao sẽ tốt hơn thì họ sẽ bỏ bạc, họ chọn vàng, để họ biết được là để những cái gì mà họ mất đi rồi họ sẽ nhận lại được cái gì. Chứ không thể nào mà con người mình á không thể nào mà đi theo kiểu đi trong mù cả, đi trong mù rồi theo kiểu đi mò đó. Chúng gì chúng đó là sống chết ra sao thì tùy á. Đó là những cái người mà theo kiểu là họ đi mà họ không biết ngày mai họ sẽ ra sao, thì cái chuyện đó là mình không nói rồi, là cái chuyện đó là xưa quá rồi, lâu quá rồi, và những cái thực tại, những cái kiểu như vậy á, là không còn nữa. Bây giờ á là thời đại 2000 thế kỷ 21 và thời đại 2019 này, sắp bước qua 2020 rồi. Là bây giờ cái gì mình cũng phải tính trước, và đôi khi nhiều khi mình không cần bước qua đến nước Mỹ, mình nghe những người sống ở bên đó họ chia sẻ những cái góc độ bên đó, nhiều khi mình ở Việt Nam mình có những cái gì hoặc là mình có những cái điều kiện gì đó họ mình nghe họ kể gì, vậy là mình biết nè, vậy là cái này mình chuẩn bị được nè. Mình bên Việt Nam là nếu như mình bước qua nước Mỹ là mình chuẩn bị cái này cho mình được nè, là mình sẽ không khổ như con nhỏ này nè. Ví dụ như nhỏ này đi rồi, ví dụ như mình đi, mình qua đây mình không biết tiếng Anh, mình không học được tiếng Anh, mình chưa học tiếng Anh ở bên Việt Nam, tại chồng mình nói là thôi em không cần học, qua bên Mỹ học luôn cho nó dễ, tại vì cái cách phát âm của người Mỹ nó rất là khác. Nhưng mà mình lên mình chia sẻ với tất cả mọi người biết là các bạn nên học tiếng Anh ở bên Việt Nam đi, 1 năm 2 năm trước đi, xong rồi các bạn qua đây các bạn học lại IELTS, các bạn học lại IELTS theo kiểu vỡ lòng lại đó, thì các bạn đã biết mặt chữ rồi. Khi mà các bạn biết mặt chữ rồi, cô giáo họ nói chuyện với bạn tuy là các bạn nghe không được nhưng mà các bạn vẫn hiểu, nhìn cái mặt chữ là mình biết được là cái mặt chữ này là nó như vậy nè, rồi các bạn luyện nói lại, là từ khi các bạn biết và các bạn sửa nhẹ lại thì các bạn vẫn có được cái nền tảng là tốt hơn. Mà nếu như các bạn không có luôn thì các bạn vẫn yên tâm, không có sao hết, mình qua đây mình học lại từ đầu. Chứ đừng có nghĩ là ở bên Việt Nam mình cần phải học rồi qua đây mình học, mình không không có học ở bên Việt Nam mình qua đây mình không có học được, thì cũng đừng có sợ. Là những cái chuyện đó là Minh là người trải qua rồi, Minh chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người biết được, những người mà sắp bước chân qua đến nước Mỹ, chứ đâu có phải là mình xuyên tạc về cái vấn đề gì để làm gì. Minh không nằm trong cái hệ thống nào hết, Minh cũng không nằm trong cái gì chấm 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 chấm, mình không có nằm trong những cái đó. Mình là một người dân,
bình thường, đi làm và kiếm sống, chia sẻ những gì mình biết, chấm hết. Cho nên á, ngày hôm nay video của mình lên chia sẻ với tất cả mọi người về cái chủ đề là nói thật rất là khó mọi người ơi. Nếu như mà mình nói thật á thì rất là giúp được rất là nhiều người, nhưng mà cũng bị rất là nhiều người ném đá. Và ngày hôm nay có một chút tâm sự gửi đến tất cả mọi người, mong là mọi người hiểu về những cái gì mà mình muốn truyền đạt với tất cả mọi người. Hãy hiểu đúng về cái tiêu đề, về cái nội dung mà mình muốn truyền tải, đừng suy nghĩ sai lệch về nó, tội cho em lắm. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của em ngày hôm nay. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Nếu các bạn vẫn chưa đăng ký subscribe thì hãy đăng ký subscribe cho mình một cái nha. Hãy like cho mình ở video này và bấm luôn cái chuông để khi mình livestream các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Bye bye.